Xin chào mừng quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 21 tháng 7 năm 2022, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thông báo hàng về. Ngày hôm nay thì về với cửa hàng có duy nhất một chiếc đồng hồ Odo 5-4 máy 8, về với cửa hàng với tình trạng là zin nguyên con, đẹp xuất sắc như trước màn hình quý vị và các bạn đang được nhìn thấy. Sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết chiếc đồng hồ về trong ngày hôm nay cho quý vị và các bạn có thể theo dõi kênh, biết thông tin hàng về trong ngày của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh. Và những chiếc đồng hồ thì bên cửa hàng vẫn sẵn hàng với những chiếc đồng hồ VDS ông Tây gác chuông 54 54 10 368. Bên cửa hàng đang có rất nhiều những chiếc đồng hồ đẹp. Quý vị và các bạn có nhu cầu đặt hàng bên cửa hàng âm thanh Đức Hạnh cung cấp, hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại. Vâng, đây sau đây cửa hàng sẽ quay chi tiết chiếc đồng hồ này. Size rộng của chiếc đồng hồ này có chiều ngang là 50, chiều cao là 60. Zin nguyên con, đẹp xuất sắc luôn ạ. Cửa hàng sẽ quay ở phía sau cho quý khách hàng có thể được ngắm nhìn từ trước và mặt sau của sản phẩm. Đây ạ, zin nguyên con nhé, đẹp xuất sắc luôn ạ. Vâng, và hiện tại bên cửa hàng âm thanh Hạnh thì vẫn còn những chiếc đồng hồ vai bò. Chiếc đang có mặt tại cửa hàng đây là một chiếc đồng hồ dung han 4 công đồng bạch, chuông rất là hay và có size rộng là 72cm. Vâng, đây chiếc đồng hồ mà cửa hàng quảng bá tới những vị khách hàng trên mọi miền tổ quốc đang quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh ngày 21 tháng 7 năm 2022. Vâng, chiếc này thì máy rất đẹp luôn, cửa hàng cũng đã vừa chụp hình đăng trên Zalo riêng của cô chủ shop đây ạ. Máy rất đẹp luôn. Đây ạ. Quay thực tế ở đây thì quý vị và các bạn có thể biết là chiếc đồng hồ này nó còn rất rất xuất sắc luôn. Vâng, chiều ngang của chiếc đồng hồ này là 50 ạ. Chiều cao là 60. Số in đẹp xuất sắc luôn. Cửa hàng sẽ test chuông cho quý vị và các bạn nhé. Chuông rất là hay, chiếc đồng hồ 548 zin nguyên con cũng rất ít có hàng. Và tại thời điểm như bây giờ thì những chiếc đồng hồ đẹp như thế này nó rất là hiếm và bên cửa hàng vẫn có để cung cấp cho quý vị và các bạn. Hôm trước cửa hàng có về được một chiếc Odo 54 máy 8 thì cũng đã có khách hàng quan tâm rất là sớm và chốt đơn rồi. Ngày hôm nay thì về với cửa hàng có một chiếc và size này là size rất là đẹp và rộng luôn. Vậy đây là chiếc đồng hồ 548 thì bên cửa hàng có duy nhất một chiếc này thôi. Về với cửa hàng ngày hôm nay có size là 50, chiều cao là 60. Và những chiếc đồng hồ khác thì bên cửa hàng vẫn sẵn hàng. Và những sản phẩm về audio thì bên cửa hàng vẫn có rất nhiều những model. Quý vị và các bạn theo dõi kênh của cửa hàng âm thanh Đức Hạnh có nhu cầu đặt hàng,
hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng qua hai số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Địa chỉ của cửa hàng Âm Thanh Đức Hạnh tại cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Vâng, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những video clip tiếp theo ạ.